cái gì về vậy? Ôi, để mẹ xem nào. Ai cho con cái này? Ôi. Ôi. Con. Ô. Cái gì thế? Ô, cái này là đầu tiên mày thấy ấy. Cái gì con? Mày gì con chưa thấy nè. Chưa thấy không cầm nó về thế. Ôi. Ngồi đây với mẹ, ngồi đây với mẹ nè, ngồi đây với mẹ nè. Tới đây mẹ. Ôi, lạ quá vậy. Ê, tới đây, không sao. Ngồi đây nè. Ngồi đây mẹ, ngồi đây, ngồi đây. Này, ngồi đây. Ôi, lạ nhờ con này. Ôi, nó có hình gì ta? À, con xem hả? Sao? Có mùi gì? Đây này. Nó giống như sừng hai con trâu nha Ly nhờ. Giống con trâu không? Giống sừng con trâu không? Đây này. Ê. Đây cái gì ta? Đây mẹ bẻ thử nha. Ô, nó đẩy ra nè. Ô. Nó có vị như củ sắn đó con ạ. Cái này ăn sống thế này người ta. Cái này không ngon Ly ạ. Bị làm sao ấy. Thôi. Con thử ngon. Cái củ gì nhỉ? Ai cho con cái này đi Ly? Ôi. Nó gần giống như đậu phộng nữa. Thôi để mẹ lên trên nhà mạng mẹ tìm thử là cách nấu thế nào cho con ăn thử nhá. Mẹ chưa bao giờ mẹ ăn cái này cả. Nè, đi vô nhà. Con lấy điện thoại của nhà giúp mẹ đi. Ly, chạy nhà lấy điện thoại giúp mẹ đi con. Mày để trên bàn hả Ly? Lấy điện thoại trên bàn đi. Nấu củ sừng trâu nha. Mà chả biết tên gì. Đây. Đây 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 này, đây đây này các. Đấy. Đây, à củ ấu đi à. À để con xem hả? Nào nào đi mẹ xem nào. Đấy. Đây. À. Mày chỉ là luộc lên đi à. Đấy. À luộc nó lên. Chưa ăn được, chưa ăn được. Đấy, thấy không? Lấy thử hả? Đây này. Đấy. Rồi. Rồi. À rồi được rồi. Họ chỉ là luộc lên Ly ạ. Thôi đi vào nhà, lấy thau rồi ra rửa. Sao mẹ con mình luộc ăn nhá. Đây là củ ấu. Củ ấu. Con giật mình. Này, đây là củ ấu chứ không phải là củ sừng trâu nhá. Thôi, đi đi vào nhà. Mẹ con lấy rổ ra rửa đi con. Đi con. Cho con cầm thử này. Để mẹ luộc lên thử ăn có vị thế nào đi nhá. Bây giờ mẹ cũng chưa ăn củ này. Đấy, hết rồi. Rồi vào xuống mẹ rửa cho con. Mẹ đi rửa rồi vô nấu nha. Ui ui, sao ăn xuống như thế. Đây, chờ mẹ xíu, ngồi đây chờ mẹ xíu. Con lên cắt nón với lại cắt giày của con đi nha. Này. Đấy, lên cắt nón của con đi. Rồi ra cắt giày xuống đây nấu với mẹ nha. Đi đi con. Lên cắt nón với giày đi. Nào. Bắt vào phòng đi con nhé.
thêm bỏ vô luộc không? Lấy con lấy đi, con lấy đi. Này con cầm cho nó quen. À con không thích hả? Đây, này luôn sẽ ngon lắm á. Thì thử cầm cái này, thì thử cầm đi. Này con thử cầm đi. Ừ, cầm đúng rồi, bỏ vào đây. Vẫn chưa quen củ này. Cái này. Thấy con thử đi, thử cầm đi. Vẫn chưa thích hả? Này. Rồi, con đi lên trên đi, khi nào chín thì gọi nhá. Đi lên trên chơi đi cho mát con, chỗ này nóng lắm nha. Đi đi nha, chín mẹ gọi con. Đi đi, lên phòng con chơi cái mát đi đi. Thơm hơn không? Cũng thế hả? Thôi đi ra đây, để cho ăn nè. Đây đây đây. Cái này đi thấy không? Luộc xong cái màu còn đen hơn nữa. Nó phải thơm hơn thôi ạ. Này, mày thấy có hai cách ăn này. Tắt thế này này, đây ạ. Con này từ 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 từ. Ui ơi. Đấy, thơm quá. Từ 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 từ. Cái này hơi khó đi ạ. Đấy. Đây này, ghi đây đi. Đấy, trời ơi. Đấy. Ngon không con? Thử bẻ lại đi nha. Ui ui. Cũng phải dùng kéo đi à. Ngon đúng không? Nó hơi xấu nhưng mà nhìn rất là ngon. Đấy. Củ này có vẻ cứng hơn củ hồi nãy. Xem này, ở trong nó màu trắng thế này nhưng mà ở ngoài nó đen thế này này. Đấy, khác nhau ghê không? Ừ. Từ 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 để mẹ nó cho coi nha. Nó khó bóc hơn mẹ tưởng đó Ly ạ. Đấy. Từ 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 nè, từ từ nè, sắp xong rồi. Đấy, trời ơi, trắng đẹp không? Của con á. Thử một lần nữa. Ô. Của này mềm hơn anh đi à, dễ bóc hơn này. Đấy. Ngon không? Con vô hết vào túi thế á. Nhai đi con, nhai thử ngon không? Đấy. Đây này, con xem này. Quả này này, thấy không? Được bao nhiêu bên này? Hay quá. Đấy, ngon không? Ngon quá nha. Đấy. Bỏ hết vào miệng ăn luôn. Không có vỏ đâu con. Ôi trời. Đấy. Ôi mày có kinh nghiệm bóc hơn rồi này. Con thử gắp một củ ăn đi. Này, con thử gắp một củ ăn đi. Ừ, thử tách ăn đi. Ngon biết tách đấy.
chờ mẹ lâu quá. Cô này già này. Ôi, tách một cái củ này ra ăn khó quá đi nhờ. Cái củ này mềm này như củ non hay sao ấy. Nè đi ạ. Đấy. Này, đẹp không? Nhìn hình trái tim. Củ này mày không thấy bán ngoài chợ nha. Nên nếu mày thấy bán ngoài chợ mày sẽ mua cho Lily một ít ấy. Nhưng mà mày không thấy bán. Đầu tiên mày thấy củ này. À củ này non con không thích hả? Rồi. Đấy. Chán rồi à? Nó ăn cái vị củ này nó gần giống như một cái vị củ á, củ lùn ấy, ngon thơm. Ăn cũng ăn ngon, ăn cũng ngứa rồi đúng không? Đấy, thế thôi nha, mẹ không tách ra đâu. Này, coi tay mẹ này, đen thui. Cho con mẹ cái này á. Thôi, con không ăn nữa thôi. Ngon, mày dọn ở nhà đây. Mấy mày dọn nhá. Con thấy đánh cười kìa. Đi đâu con? Đi vô bác hàng xóm á. Nhìn đường nha.